chiếc xe mà lúc mới những người khá giả còn không dám mơ tưởng tới, bởi vì lúc mới giá trị của nó rất là cao. Đây các bác nhìn xem, nhưng mà bây giờ thì thậm chí là cận nghèo, những người nghèo khổ cũng có thể là mình mua được chiếc xe này mình đi các bác nhá. Đấy, chiếc xe thì vẫn còn rất là mới, và cái độ hiện đại, cái công nghệ của chiếc xe này đấy ạ, đến bây giờ nhá, nhiều con xe đời cao, nhiều con xe đời mới bây giờ thậm chí là vẫn còn không bằng các bác nhá, còn không bằng luôn, bởi vì những cái mẫu này nó đi trước thời đại các bạn. Xe này vẫn còn rất là mới và full công nghệ luôn ở trên cái con xe này các bạn em. Các bác nhìn xem này, và chân của xe đây các bạn nhìn xem, chân của xe nó là trần nỉ nhá, nỉ thì nó hơi bụi một tí, cái này thì em có thể là cho vệ sinh đi được các bác nhá, được chưa? Đây, với thiết kế là cần số tự động các bác nhá, điều hòa là auto, điều hòa nóng lạnh đầy đủ các bác nhá, và ghế này cũng được trang bị là ghế điện, ghế này cũng được trang bị là ghế điện luôn cho mình, và có cả ga tự động được nằm ở trên vô lăng, và rất nhiều phím điều khiển được nằm ở bên đây nữa, túi khí an toàn vô lăng 4 chấu đấy bên kia nữa các bác nhá, túi khí bên kia nữa các bác nhá, màn hình giải trí các bác nhá, đây màn hình giải trí đây, và đề khóa thông minh start stop được nằm vị trí này các bác nhá, đây này. Đấy, và nút đề nổ thông minh cũng còn vẫn còn rất là đẹp luôn, bởi vì chiếc xe này bấm ít mà đúng không ạ. Mẫu xe đến từ hãng Hyundai mang tên là Sonata các bác nhá. Sonata, một mẫu xe phân khúc hạng D, một mẫu xe VIP đến từ Hàn Quốc, nhập khẩu nguyên con từ đất nước Hàn Quốc về Việt Nam các bác nhá. Đấy, mẫu này thì các bác biết rồi, trong thời gian vừa qua bên em bán rất nhiều. Vừa rồi có mấy con liền, nhưng bây giờ thì lại mới về được thêm con này, thì bây giờ duy nhất có một con này thôi các bác nhá. Chứ còn không còn con nào khác đâu, và chuẩn bị về thêm thôi các bác. Đấy, các bác là mình nếu thích con này bên em mình nhanh tay nhấc máy gọi em để em chốt mức giá ok nhất cho mình các bác nhá. Ở đây các bác nhìn xem là có gương kính điều chỉnh điện, đấy chốt cửa và cục gương luôn, chỉnh mặt gương đây. Chỗ này bằng chất liệu kiểu giả đá các bác nhá, và chỗ này được thiết kế da đây, da này, đây da này các bác này. Đấy, ghế điện các bác nhá. Đấy các bác nhìn xem. Và cốp của xe được trang bị bằng điện nhá, xăng mở bằng điện luôn các bác nhá, hiện đại chưa? Đấy, quá hiện đại rồi đúng không ạ? Đấy, thân vỏ của xe loại này nó rất là dày các bác ạ, nó dày gấp đôi loại Vios luôn các bác nhá. Và chiếc xe này với cái chiều dài tổng thể có lên đến tầm khoảng 5 mét các bác nhá, rất là dài. Nó rất là dài luôn, cho nên là nó sẽ thoải mái khi mình ngồi và khi mình chạy nó sẽ đầm xe các bác nhá. Và đây các bác nhìn xem này, cái phần form dáng của loại xe Sonata các bác nhìn xem này, nó quá là bắt mắt luôn. Nó nhiều con xe đời cao phần form dáng không đẹp bằng cái con xe này đúng không ạ? Con này của em thì cái đời của nó không được cao cho lắm các bác nhá. Các bác mình cứ xem tí em sẽ tải cho mình đầy đủ hết thông tin chiếc này. Đấy, con này của em máy động cơ nó là 2.0 nhiên liệu dưới 10 lít trên 100 km thôi các bác nhá. Rất là vừa phải hợp lý, nó không giống như một số những mẫu xe VIP, những mẫu xe mẹt, những mẫu xe BMW, những mẫu xe Audi đây. Đâu các bác nhá. Đấy, mẫu này là mẫu Sonata, mẫu xe VIP nhưng mà vẫn rất ít xăng, vẫn đảm bảo cái độ lành bền, cái độ chắc chắn, đảm bảo cái độ mới các bác nhá. Con này của em cái củ máy củ số xe nó vẫn còn zin cơ các bác nhá. Đấy, tuyệt vời đúng không ạ? Và đèn đóm đây các bác nhìn xem, đèn bi cầu này. Đấy, sáng màu đỏ nhìn rất là chất luôn các bác như này. Đấy, na răng đúc, nhiều lan dạng hoa. Đấy, và có phanh đĩa, có phanh ABS, có chống chấn trượt, chống trơn, chống trượt và chống bốc cứng an toàn các bác nhá. Bên ngoài đây thì các bác nhìn xem là có nút bấm từ một chạm nằm tay nắm cửa này. Kính cửa xe đều kính zin bọc dán hết rồi, và đây các bác nhìn xem có xi nhan báo rẽ trên gương và xi nhan của xe dạng đèn led luôn nhá, chứ không phải là đèn dạng là bốn bóng đốt cháy đâu các bác nhá. Vâng, và kính của xe đây các bác nhìn xem bọc hết xung quanh rồi. Một dàn lốp dày, một dàn lốp Michelin luôn, lốp xịn luôn các bác nhá. Lốp xịn chứ lốp thường đâu ạ. Đấy, có xe còn rất là mới so với đời luôn. Đấy, Sonata 2010 các bác nhá. Phần khúc hạng D đấy. Đấy các bác nhìn xem này. Nhìn cái phần đầu thôi đã quá là ngất ngây luôn rồi, đúng không ạ? Nếu mà ai đang có cái tầm tài chính mà mình đang đi tìm những dòng xe Morning i10 thì em nghĩ là dừng lại và mình hãy tìm hiểu thêm cho em cái chiếc xe này để mình sở hữu chiếc xe này. Đấy, tội gì phải đi Morning làm gì? Tất nhiên thì Morning nó sẽ ít xăng hơn thế, nhưng mà để mà đem lại thì những cái tiện ích và đem lại những cái về tất cả mọi thứ đúng không ạ, thì những con xe Morning thì nó thua quá là xa chiếc xe này đúng không ạ, quá là xa luôn. Mẫu xe vẫn D cơ mà đúng không ạ, và chạy mẫu này nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều những mẫu xe khác nha, bởi vì là tôn vỏ khung sườn loại này nó dày lắm, nó cứng cực kỳ luôn, chắc cực kỳ luôn, bền cực kỳ luôn, và nó rất là nhiều túi khí an toàn, cho nên là chạy nó sẽ an toàn các bác nhá. Đấy, cho nên là mình hãy nghiên cứu, ở đây em chỉ tả cho mình thôi, còn quyết định vẫn là ở các bác đúng không ạ. Vâng, đây các bác nhìn xem nhá, lợi luôn một dàn lốp Michelin, lốp vẫn còn dày, thoải mái dày luôn. Đấy, đẹp từ cái đèn xi nhan đẹp đi này các bác nhìn này. Đấy, đây các bác nhá, ốp lốp rồi, nút bấm từ một chạm nằm ở tay nắm cửa hai bên các bác nhá. Đấy, đây em sẽ quay cho mình từ vị trí này nữa để mình thấy được cái độ đẹp và độ chất của con xe Sonata này. Nghe cái tên tôi cũng đã sướng rồi đúng không ạ? Đây, da đẹp chưa, da đẹp chưa, đây da đẹp chưa, đấy đẹp chưa các bác nhìn này. Đấy, đẹp chưa, bóng chưa, rất sáng bóng luôn này. Đúng.
kính đều chỉnh điện hoàn toàn bốn cánh các bác nhá. Đấy, thân vỏ của xe không lỗi lầm và thân vỏ của xe là không bị mục mọt các bác nhá, lỗi về đâm đụng tai nạn ngập nước là không có nhau nhá. Đấy, pháp lý giấy tờ chuẩn chỉ hồ sơ thì bên em đang cho rút rồi, chuẩn bị rút xong rồi các bác. Đấy, và đây túi khiên toàn thì nằm kể cả ở ghế cũng có luôn các bác nhá, rất nhiều nơi luôn, rất nhiều nơi xung quanh xe. Và nhá các bác nhá, em lại kết thêm được những cái vị trí như này này, là cái khuôn cái phần táp lô, cái phần form dáng cái phần táp lô này nó quá là ngầu luôn, nhìn rất là phong cách luôn. Đấy, nhìn rất là sang trọng và đẳng cấp đúng không ạ? Đẹp từ trong cho ra đến ngoài thì các bác biết được con xe này nó thế hệ trước nó đẳng cấp như thế nào. Đến bây giờ nó vẫn còn quá là đẳng cấp phải không các bác? Đây. Đến bây giờ nó cũng vậy, rất là đẳng cấp. Quá đẳng cấp luôn, có cả cam hành trình nằm ở đây các bác nhá, cam hành trình luôn đây này. Đấy, túi khi an toàn nằm ở tất cả những cái cột như này. Đấy. Cột giữa, cột kính đều có cả các bác nhá, hay như vậy luôn. Đấy, sơn xi soi được gương bình thường. Các bác lấy con này mà đi các bác. Riêng cá nhân em nhá, nếu mà chọn cái dòng sedan hai đầu với cái tầm tiền đi thì em sẽ là người chọn chiếc xe này, em sẽ là chọn chiếc xe này, em không chọn những dòng xe khác đâu. Trong cái tầm tài chính em không thích những dòng xe khác bằng cái dòng xe này các bác. Cả Camry hay Honda cọc cái là Mazda 6 em cũng không thích bằng các bác nhá. Vâng, Mazda 6 cũng không thích bằng luôn. Đấy, đây các bác nhìn xem đẹp chưa? Lòng vách cánh cửa này. Đấy, tắp đi tắp đô đây. Nhìn như đời mới bây giờ luôn đúng không ạ? 2010 mà. Nhìn đẹp như đời mới luôn. Đẹp như là mới luôn. Các bác có morning có những con xe gì chán chán rồi mà các bác mình vô tình mình bắt gặp chiếc xe này của em mà mình đang kết chiếc xe của em rồi thì em có thể đổi cho các bác luôn nhá. Đổi cho bác mình luôn. Đổi cho bác mình luôn, bình thường, đổi bình thường nhá. Đấy. Đổi bình thường. Không ngại gì cả. Đổi luôn, đổi ngay lập tức, đổi ngang hoặc là em có thể cắt cho các bác mình cũng được các bác nhá. Tính giá trị cho tôi, tính đời, tính giá trị, tính độ đẹp xấu của xe là ra thôi các bác nhá. Và đây trang bị thì nó có ít bô thôi nhưng mà ở đây người ta độ thêm bô nhá. Con này đã được độ bô, mình bô on up, mình có thể cắt bô đi, mình có thể để nguyên bô các bác nhá. Đấy, con này độ bô đấy các bác nhá, nghe rất sướng luôn. Đấy, con này thì cái độ nguyên bản nó thì vẫn còn cao nhưng mà bô nó độ thôi các bác nhá. Đấy, mình xem đèn đóm này, đèn thiết kế nhìn quá đẹp luôn. Đấy, bóp sau to đựng đồ thì thoải mái cho mình. Hyundai Sonata đấy các bác nhá, dòng Hyundai thì kể cả dòng xe tải hay những cái dòng xe gì đấy thì luôn luôn nó là bền chắc, nó đều là bền bỉ chắc chắn cáp đúng không ạ? Luôn luôn là những cái mẫu xe, luôn là những cái cỗ máy đứng đầu hàng đầu thế giới đúng không ạ? Đây, với gió đầy đủ này này con này. Đấy, lốp ra răng này con này. Quay mình như thế mới là quay, quay đầy đủ như thế mới là quay, nó rõ nét như thế mới là quay đúng không các bác nhỉ? Dạ vâng, các bác ủng hộ em nhé các bác ơi. Các bác ủng hộ em với ạ. Cảm ơn mình rất nhiều ạ. Và đây các bác nhìn nhá, cái cánh cửa sau này người ta cũng đã được dán thêm răng này con này để chống bụi chống ồn này. Nội thất này mình có thể về mình độ màu tùy theo cái ý thích của mình nha, độ màu gì cũng được thì tùy các nhá. Để trước vừa rồi em có mấy con người ta còn độ cả màu cam cơ các nhá. Da này, chất liệu da này, chất liệu da này, chất liệu da này các nhá. Kính điều chỉnh này, đây loa này, loa âm thanh mình nghe này thì nghe sướng tai luôn, mà đã được độ thêm loa chắc rồi, loa những người nghe cực phê luôn nhá, phê lòi luôn, phê tận óc tận não luôn. Đấy, các bạn nhìn đi. Vâng, ok nhá các bác. Đấy, đi ra đi các bạn, không phải là dòng xe gì khác đâu, dòng Hyundai đấy, xe này là dòng xe cho mình đáng mua luôn. Đấy, và khi các bác mình đã xem xong xem tới đây rồi thì mình mà thích rồi thì mình gọi cho em theo ba số này để em tư vấn thêm nữa nhá. Là số 0938586307 và 0389000555 và 0335838389 các bác nhá. Vâng, các bác mình qua em địa chỉ 902 Trường Chinh, đối diện 225 Trường Chinh, thành phố Hải Dương các bác nhá. Bên em hiện tại đang có là hơn 100 xe các mẫu các loại luôn cho mình. Đấy, từ những mẫu xe đời cao như con kia đi, một số những mẫu xe khác đời cao khác trong kia các bác nhá. Đều có đủ cả các bác nhá. Hãy nhấn đăng ký YouTube, nhấn theo dõi Facebook, nhấn follow shop để mình xem thêm video những chiếc xe khác bên em các bác nhá. Bên em có hỗ trợ những vấn đề sau. Đấy là hỗ trợ làm sang tên đổi chủ cho mình, có hỗ trợ ship xe cho mình và có hỗ trợ đổi xe cho mình và đang cần thu mua lại một số lượng xe lớn các bác nhá. Các bác có xe gì mang đến đây em thu mua lại cho mình với mức giá phí làm sao hợp lý nhất thị trường các bác nhá. Như vậy luôn, và nhấn like, nhấn tim, nhấn chia sẻ cho em với các bác nhá. Xin cảm ơn mình rất là nhiều và tạm biệt các bác.